theo chân chương trình hôm nay thì Nguyễn Kha sẽ đưa quý vị và các bạn đến với một nhà hàng đặc biệt tại Buôn Ma Thuột với tuổi đời trên 40 năm. Và ẩn bên trong đó là sự kết hợp kỳ lạ giữa ẩm thực của cố đô Huế và hương vị đặc trưng rất riêng của Buôn Ma Thuột, đó là món ăn bình dị mộc mạc cơm hến. Xin mời. Những người xa Huế lâu năm thường rất nhớ đến món ăn truyền thống mang đậm chất quê hương mà không ở đâu có được, đó là món cơm hến. Nhắc đến cơm hến, người ta nghĩ ngay đến những tô cơm dân dã, thấm đẫm những mùi vị mặn, lạt, chua, cay, ngọt, bùi, đắng như mùi vị của đời người. Cơm hến là một trong những món đặc sản của Huế được chế biến với phương thức kỳ công. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, món cơm bình dị ngày nào giờ đây đã trở thành một trong những điểm sáng trên tấm bản đồ ẩm thực cố đô. Vậy nên, khi quyết định mang ẩm thực Huế vào thực đơn, quán ăn Quyên Quyên tại đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã quyết định chọn món cơm hến làm điểm nhấn cho quán mình. Cái duyên đến với nghề chế biến món cơm hến cũng là ngẫu nhiên. Vốn ban đầu chủ quán Quyên Quyên làm dịch vụ nấu đám cưới, hai vợ chồng ông bà Thích và Quyên đã góp phần vun đắp cho biết bao cặp vợ chồng nên duyên. Rồi từ công việc nấu tiệc cưới ấy, ông bà mở một quán ăn mang tên Quyên Quyên. Thời gian qua đi, bà Quyên xuất thân là một người con gái xứ Huế, luôn đau đáu nỗi nhớ quê hương xứ Huế xa xôi. Chính vì thế, bà đã quyết định thêm vào thực đơn những món ăn mang vị Huế như cơm hến, bún bò Huế, v.v. Theo thời gian và tùy vào khẩu vị của người dân bản địa, đến nay cơm hến của quán tuy vẫn mang đậm vị Huế nhưng không thể thiếu sự pha trộn hương vị rất riêng của Buôn Ma Thuột, một hương vị mà không vùng miền nào có thể mang lại. Các bạn thân mến, trong hành trình trải nghiệm món cơm hến tại thành phố Buôn Ma Thuột thì Nguyễn Kha được gặp gỡ cô chú chủ quán, cũng là người đưa cái hương vị món cơm hến mang đặc trưng của xứ Huế lên Buôn Ma Thuột. Và sau đây Nguyễn Kha sẽ cùng chia sẻ và trò chuyện với cô chú nhé. Thì không biết thực tế là quán mình đã mở và hoạt động được bao nhiêu năm rồi cô chú? Năm 77 thì cô chú vào đây và mở cái quán cho tới bây giờ là 45 năm rồi. Cái hồi đó trước mặt của cô chú đây là không phải là cái siêu thị có mát mà là cái bến xe liên tỉnh. Cho nên là khách thập phương, khách vãng lai lui tới rất là đông. Và người ta ăn uống thì bình dân. Sau khi đã cân nhắc thì cô chú đã quyết định chọn cơm hến. Nhưng mà các bạn biết á, cơm hến là một cái món ăn rất là đơn giản, dành cho những người nghèo thôi. Tại vì họ không có gì ăn hết, chỉ có cơm nguội thôi. Cho nên họ ra ngoài sông họ vớt con hến lên, rồi họ đãi, họ lấy nước, họ chan với cơm nguội mà ăn. Cho nên nếu mà bán cái dạng cái cơm hến đó thì mình sẽ thất bại. Cho nên là cô chú cố gắng thổi vào cơm hến một cái hồn, tức là nâng cấp cái cơm hến lên một bậc nữa để mà làm cho cơm hến nó trở thành một cái món ăn hấp dẫn. Cho nên là mới gọi nó là món ăn cung đình. Món cơm hến là một món ăn dân dã. Thì khi mà lên Buôn Ma Thuột thì cô đã có những cái biến tấu và có những cái thêm gia giảm như thế nào để nó phù hợp với khẩu vị của người dân Buôn Ma Thuột cô? Ở ngoài Huế thì họ chỉ bán tô thôi. Một cái tô cơm hến mình vô mình kêu một tô cơm hến thì họ bỏ trong đó là vài con hến, rồi rau, rồi cơm. Thì họ đưa ra cho mình ăn và họ chan nước ở trong đó. Thành thử khi mà cô phát triển ra cái cơm hến thì cô nghĩ tới là cô nghĩ là nếu trường hợp mình làm như vậy thì nó người ăn họ không có, người thì thích ăn cay, có người thì thích ăn mặn ăn lạt. Thành thử là khi mà cô đang còn học ở Huế thì cô nghe mấy cái người mà đi trước họ có nói hồi xưa mà cái đời vua chúa thì họ ăn những cái món cao lương mỹ vị thì hình như một tháng thì muốn làm một bữa cơm hến gọi là cơm hến cung đình đó.
thì để cho vua ăn, để mà cho có cái chất sơ đó, có những cái chất mà rau ráng đó, để mà cho nó tốt cho cơ thể đó. Thì vua đã dùng cái món cơm hến cung đình đó mà cho vua. Thì cô mới nghĩ tới cái câu chuyện như vậy, thành thử cô mới phan ra. Cô mới phan ra cái cơm hến gọi là cơm hến cung đình đó. Thì cô làm riêng ra hết tất cả, từ cái khâu mà chế biến hến, rồi mình lấy cái nước đó, hến tươi luôn á, rồi xong rồi cái là mình lấy cái nước đó, rồi mình thêm chút muối, gia vị vô nữa thôi, nguyên chất. Trong cái món ăn của món nước cơm hến, cháu có để ý có thấy kết quả đấy, quả người ta gọi là quả vả. Ở trong cái rau á, rau mà để ăn cơm hến á, yeah. Thì cô cũng nghĩ ra, chứ ở ngoài Huế á, là họ ăn, con biết họ ăn cái bạc hà đó, cái loài yeah. đó là nó hay ngứa, yeah. ngứa miệng lắm. Thành thử là cô mới nghĩ ra, thì những cái mà để, bởi vì hến á, thì nó có cái mát á, nó yeah. mát. Thì cô mới nghĩ ra là cô dùng tay vả này, những cái gia vị mà nó chặt để mà khỏi mình ăn cái chất mát vô nó khỏi đau bụng á. Thì ở trong cái rau của cô là gồm có tới 7-8 thứ là. Đó là những thứ nào phải cô? Thì ở trong đó là gồm có tay vả này, gồm có khế, gồm có trái bắp chuối, rau răm, rau thơm. Ở trong chỗ cái nước hến á, cô có bỏ ở trong đó thêm một tô nữa là có thêm một ít gừng và một ít sả. Cô đập vào trong đó, nếu trường hợp á, mà họ ăn, trước khi họ ăn á, thì mình cũng nói cho họ biết á, là nếu trường hợp mà mình thích ăn mà để cho nó khỏi bị này kia, lành bụng á, thì mình nhai một xíu sả và nhai một xíu gừng. Thì mà cô bán đây tới mấy chục năm rồi chưa thấy ai ăn mà nói đau bụng để gì hết á. Khi mà nó kết hợp hài hòa và trong cái ẩm thực thì khi mà cộng hợp vào nhau nó sẽ cân đối lại, nó sẽ không ảnh hưởng đến. Trong cái vấn đề mà chuẩn bị cơm hến thì cô thấy là cái khâu chuẩn bị nào vất vả nhất hả cô? Là cái khâu làm hến. Cái công hến đó nó rất là mình mua về rồi mình phải ngâm để cho nó giả hết những cái đất bùn đó, cái chất mát đó, nó giả ra hết. Xong rồi cái là mình phải rửa sạch sẽ rồi mình vớt lên. Sau đó là mình nấu một cái nồi nước sôi cho lớn, cho thật sôi. Thì khi sôi á là mình bỏ vô đó một xí muối, rồi cái bắt đầu mình bỏ con hến vô và mình cứ lấy cái đũa đó mình đánh liên tục. Mình đánh để cho con hến khi sôi, nước sôi thì nó nổi lên hết. Rồi mình vớt cái con hến ra. Vớt con hến ra rồi bắt đầu cái mình nó vớt cái vỏ nó ra, rồi mình để cho nó lắng khoảng 2 tiếng sau. Thì cái nước đó nó mình dùng rất là ngon. Món cơm mà để chế biến cơm hến thì nó là cơm nguội đúng không cô? Cái đặc trưng của người Huế là họ hay dùng cái cơm nguội, là cơm nguội là cái thời trước kia. Nhưng mà bây giờ mình không dùng cơm nguội mà mình dùng cơm nóng. Cô chú có cái mong ước và hy vọng gì với cái sự phát triển của quán không ạ? Mong được mọi người dùng kinh doanh bằng tất cả cái tâm tình của mình. Từ tô cơm hến dân dã bình dị nằm trên đôi quang gánh của bà của mẹ, khi vào đến bếp của một quán ăn sẽ có những sự thay đổi nhất định để phù hợp với cách bày trí sang trọng hơn. Phần cơm hến của quán ăn Quyên Quyên vẫn mang cách chế biến theo lối truyền thống đậm chất Huế như hến xào, nước luộc hến, cơm trắng, rau trộn các loại, nước ruốc, tương ớt cay, bánh đa, mè, đậu phộng rang, v.v. Nhưng lại có sự biến tấu, có phần cách điệu trong cách bày trí theo hướng cung đình xưa, xen lẫn vị ẩm thực hiện đại với nguyên liệu tự trồng hoặc có sẵn tại vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió, như những con hến to, ngọt được nhập từ sông Krông Anna, E Cao. Hay trong món rau ăn kèm có một vị chát riêng biệt từ sự xuất hiện của trái vả do quán tự trồng. Một phần cơm hến tại quán ăn được đựng trong một cái tô, các nguyên liệu ăn kèm sẽ được sắp xếp gọn gàng xung quanh. Khi ăn, thực khách sẽ xúc hến xào đổ lên, cốt để che kín phần cơm ở dưới, sau đó dưới lên một thìa mắm ruốc và thêm một lớp rau và chút ớt xào. Cơm hến chính là một bức tranh đa dạng cả về màu sắc lẫn hương vị với gần 10 loại món phụ đi kèm.
sự cộng hưởng của các gia vị trong cơm hến như vị ngọt của hến, giòn rụm của tóp mỡ, vị bùi béo của đậu phộng, vị thanh mát của rau sống và chát nhẹ của trái vả, hay đặc biệt hương vị của mùi ruốc thơm đã tạo nên cho thực khách một cảm giác ngon miệng, đã ăn rồi lại muốn ăn nữa. Để mà thưởng thức món cơm hến theo đúng chuẩn vị của quán mình á, thì cháu mong cô hướng dẫn cho cháu cái cách trộn như thế nào đấy để ăn ngon nhất. Bây giờ cô chỉ cho con nghe cái cách ăn của cơm hến cơm cương quyên á, cơm hến cương quyên nghe. Đầu tiên hết á là con bỏ cái rau vô trước này. Đây cái rau này. Xong rồi cái á là con mới bỏ một xí cơm thôi, không cần nhiều, bỏ một xí cơm lên thôi. Rồi bắt đầu con mới bỏ hến. Con thấy hến nhiều chưa? Dạ vâng, hến nhìn rất là hấp dẫn luôn. Hến đó. Cái này là người thấy mùi thơm bốc lên. Có cái tiêu với hến là nó hợp với hành với nước mắm. Với tiêu. Rồi cái này là cái tâm mỡ. Con bỏ cái này nè, cái này là tâm mỡ hành phi. Tâm mỡ với hành phi ăn cho nó ngon. Đó. Tiếp theo là mè trắng. Mè. Rồi con bỏ đậu phộng. Rồi á, cái nước này là con bỏ ít thôi. Thì sau đó thì nếu trường hợp con ăn thì con ăn thêm còn xí và ít thôi, không cần nhiều. Để mình có cái mình trộn lên đó, con thấy nó lạc thì con bỏ cái này nhiều, còn không thì con bỏ ít thôi. Và mắm ruốc. Mắm ruốc. Rồi. Đó, xí đó thôi. Xí này. Và sau đây xin mời mọi người sẽ cùng thưởng thức món cơm hến quyên quyên, một hương vị mang nét ẩm thực xứ Huế tại thành phố Buôn Ma Thuột nha. Xin mời các bạn. Cay không? Cái cảm nhận đầu tiên mà Nguyễn Hằng cảm thấy đó là cái vị ngọt của con hến đó, cộng với một chút là hương vị cay cay, mùi thơm của mắm ruốc, tất cả hòa quyện lên cùng với những cái hương vị của rau ấy, nó tạo nên một cái sự cân đối rất là hài hòa khi chúng ta ăn vào. Nó mặc dù là một món ăn cũng rất là bình dân, rất là bình thường giống như chúng ta ăn bao ngày thôi, nhưng mà cái sự hòa quyện của những gia vị cũng như là các loại rau trong này chắc chắn sẽ mang lại cho các bạn một cái hương vị rất là riêng biệt đối với món cơm hến ở Buôn Ma Thuột. Món cơm hến không chỉ là nghề kiếm sống, giúp vợ chồng bà Quyên nuôi dạy các con ăn học thành tài, mà theo năm tháng, vị ngon đậm đà của xứ Huế đã tăng dần theo thời gian với sự ưa chuộng và yêu thích của giới sành ăn. Món ăn được truyền miệng và nổi tiếng dần ở phố núi với sự nóng lòng được thử nghiệm của du khách khi đến Buôn Ma Thuột. Và món cơm hến ở quán Quyên Quyên đã đạt danh hiệu món ngon đặc sản Việt của tạp chí Thực phẩm và Sức khỏe, và được Bộ Y tế trao tặng kỷ niệm chương cùng cấp giấy chứng nhận cơm hến cung đình Thực phẩm Việt vì sức khỏe người Việt 2012. Đánh giá khách quan về cái độ ngon, ngọt các thứ, chú so sánh với lại các quán khác là phải nói là rất là tốt, rất là đạt. Rất là ấn tượng về quán, đồ ăn ở đây nó rất là hợp vị với em. Đấy. Nhưng mà cái em thích nhất ở đây ấy, ngoài đồ ăn ngon ra ấy, là cái cung cách phục vụ của nhà hàng. Ngay từ khi bước đầu vào trong nhà hàng đã có nhân viên người ta rất là chu đáo và người ta hướng khách đến những cái món mà người ta thích. Và đặc biệt như ngày hôm qua ấy, em có nhìn lúc 8 giờ tối em ăn ở đây ấy, em có nhìn thấy chị chủ ấy, dù là hai vợ chồng rất ăn cơm rất bình thường giống em thôi, nhưng mà chị ra chị hướng dẫn cái món cơm hến nên ăn như thế nào thì em thấy rất là ấn tượng. Đấy là điều mà em đi đâu em quay lại đây và ăn cơm tại đây. Hơn 40 năm, quán ăn nho nhỏ ấy vẫn tồn tại ở đó, ngay gần cửa ngõ đầu vào thành phố từ phía đông, với những món ăn truyền thống trải dài theo thăng trầm lịch sử của phố núi và mang trong mình tình yêu to lớn của hương vị đặc trưng của hai miền quê, tưởng chừng không liên quan đến nhau nhưng lại hòa hợp đến lạ. Miền Trung, Tây Nguyên, xứ Huế thơ mộng và cao nguyên Đắk Lắk nồng nàn.